đang chạy xe trên đường, tự nhiên nghe rung 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 sao. Thế là có một anh chạy xe phần khối lớn chạy lên. Thì mình không biết các bạn nghĩ sao chứ cái tiếng xe phần khối lớn á, không biết là ở đây không biết là loại xe gì, nhưng mà có vẻ như là xe độ hay sao đó, cho nên cái tiếng bô nó kêu rất là khó chịu. Do đó là mình rất là không có thiện cảm đối với những cái chiếc xe như vậy. Tại vì họ ngồi trước á, thì họ nghe tiếng bô của xe họ thì có vẻ rất là ngầu, rất là hay, nhưng mà cái người đi sau á mệt lắm, nghe cái tiếng này rất là khó chịu và rất là dễ giật mình. Đặc biệt là anh vượt lên, mà vượt một cái ào lên từ phía sau lưng á, thì cái cảm giác nó rất là khó chịu. Rồi sau đó anh này lại tiếp tục chạy tiếp chạy lên và đứng đậu ở phía bên đậu phía bên trái làn xe hơi đi xe đậu đứng, có thể mình đậu qua đường hai đầu kẻ đường này. Mà cái điều đặc biệt lạ của anh này á là anh đậu, anh đứng xong rồi các bạn nhìn cái đèn đỏ trên, khi mà chuyển xanh thì anh đi anh rẽ phải từ bên này mà anh tấp qua bên kia, không có bất kỳ một cái xi nhan nào hết, cũng không có bất kỳ cái dấu hiệu nào hết. Coi coi chạy xe vậy được không?